Siêu mẫu diễn viên Anh Thư là một trong những gương mặt hiện diện rất sớm trên thảm đỏ lễ trao giải Mai Vàng tối 18 tháng 1. Anh Thư là một trong 5 nghệ sĩ được đề cử ở hạng mục nữ diễn viên phim điện ảnh truyền hình trong giải Mai Vàng lần thứ 29 năm 2023. Tuy không giành chiến thắng chung cuộc, song cô vẫn để lại ấn tượng đẹp cho công chúng với sự lao động nghệ thuật nghiêm túc đầy bứt phá trong năm qua. Anh Thư xin được chào tất cả quý vị khán giả của Mai Vàng. Hôm nay Thư đến thật là sớm để mà có một cái sự xuất hiện nó không vội vã và thật sự chỉnh chu nhất, vì các bạn fan đã chờ đón Thư ở đây từ sớm. Mặc dù là cái số lượng fan của Thư là không bằng các bạn nghệ sĩ khác, nhưng mà Thư rất là yêu quý cái điều đó và rất là trân trọng. Vì vậy mà Thư muốn xuất hiện sớm để mà được gặp gỡ một chút fan của mình, với lại là chụp những tấm hình thật là xinh để làm kỷ niệm, tại vì đây là lần thứ hai Thư đến với Mai Vàng sau gần 20 năm. Vì vậy mà Thư muốn có một cái sự xuất hiện chỉnh chu nhất. Người mẫu Anh Thư chọn thiết kế cúp ngực phối với họa tiết theo nổi 3D, tông màu sắc nhẹ nhàng, cuốn hút. Với cái bộ outfit này thì nhà thiết kế Hoàng Tony đã dành riêng cho Anh Thư. Nói chung thì Hoàng Tony là gắn bó với lại sự xuất hiện của Anh Thư trong suốt những năm gần đây trong các dự án của mình. Thì Thư cũng xin dành một lời cảm ơn dành cho nhà thiết kế Hoàng Tony luôn ưu ái dành những cái thiết kế đặc sắc nhất cho Anh Thư. Năm qua, cô gây chú ý khi tái xuất với vai trò huấn luyện viên trong chương trình The Face Việt Nam năm 2023. Năm 2023 phải nói là một năm comeback của Anh Thư, mà đối với Thư đó là một cái sự trở lại khá là thành công, vì mình cũng đã có một số lượng fan nhất định. Tại vì Thư nghĩ trước giờ Thư không có fan, hoặc là những fan của Thư đã lớn và không có hoạt động sôi nổi. Vì vậy mà khi mà mình quay lại, mình rất là vui khi có một cái lượng fan trẻ cỡ bằng con của mình thôi, rất là yêu thích. Vì vậy đó là một cái niềm vui lớn dành cho Anh Thư. Anh Thư là một siêu mẫu kim diễn viên thuộc thế hệ 8X, cô đoạt danh hiệu ảnh hậu Mai Vàng hồi năm 2004 và có được nhiều thành tựu lớn ở cả hai mảng thời trang cao cấp lẫn quảng cáo thương hiệu. Cô cũng là người mẫu đầu tiên tại Việt Nam thành công trong việc xây dựng hình ảnh một người mẫu đa năng. Đã rất lâu rồi Thư mới quay lại với lại công việc diễn viên, và cái vai diễn Anh Thư trong phim truyền hình Hoa Vương là lần quay trở lại mà Thư đón nhận được nhiều tình cảm nhất sau nhiều năm vắng bóng như vậy. Và tham gia chương trình The Face thì Thư cũng không có lượng khán giả mới, tại vì Thư đã vắng mặt khá là lâu, trong khi là showbiz là mỗi ngày có một cái lượng nghệ sĩ trẻ và tài năng mới. Vì vậy mà mình không thể tự tin nổi, vì các bạn vừa trẻ vừa tài năng vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, cho nên là mỗi lần mà làm những một công việc gì Thư chỉ biết là cố gắng hết sức thôi. Và cái lần này xuất hiện trong cái bình chọn của giải Mai Vàng với vai diễn Anh Thư trong phim truyền hình Hoa Vương thì Thư cảm thấy đó là đã là một cái sự bất ngờ rất là lớn mình dành cho Anh Thư rồi. Tại vì các bạn diễn viên khác rất là có một cái lượng fan rất là hùng hậu, và mình mới quay trở lại mà lại được bình chọn và lọt vào top như vậy thì Thư cảm thấy là rất là bất ngờ và hạnh phúc.